Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước, thưa các đồng chí và các bạn, Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa. Tổn thất này vô cùng lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Dân tộc ta và đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại. Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt 4.000 năm lịch sử. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Đó là lời kêu gọi cứu nước khẩn thiết hiện nay của Tổ quốc, là lời hịch của ông cha vang vọng từ ngàn xưa, là nghĩa vụ thiêng liêng của chúng ta đối với muôn đời con cháu. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe một trích đoạn trong phần điếu văn truy điệu Bác được Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc ngày 9 tháng 9 năm 1969. Người viết dự thảo ấy không ai khác chính là ông Đống Ngạc, nguyên thư ký giúp việc đồng chí Lê Duẩn. Để hiểu hơn về ông cũng như nhiệm vụ đặc biệt này, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân dung lịch sử. Ông Đống Ngạc sinh ngày 2 tháng 4 năm 1925 tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, quê hương giàu truyền thống cách mạng. Năm 14 tuổi, ông được vào học tại trường Quốc học Huế, học hết chương trình tú tài phần 1, rồi xếp bút nghiên. Ông đi theo cách mạng và tham gia cướp chính quyền tại Huế. Tháng 9 năm 1945, ông gia nhập quân giải phóng và được biên chế về đại đội 4, chi đội do đồng chí Võ Quang Hồ chỉ huy. Đồng chí Võ Quang Hồ sau này là Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 10 năm 1945, đơn vị ông tham gia đoàn quân Nam Tiến, cùng quân và dân Khánh Hòa chống thực dân Pháp bảo vệ thành phố Nha Trang. Ông không may bị thương. Vì vết thương quá nặng nên ông được trở về quê hương. Lúc đó, quê hương ông cũng như các địa phương trên cả nước nghe theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vùng dậy đánh đuổi thực dân Pháp. Theo đề nghị của Ủy ban Việt Minh xã, người thanh niên đất Quảng quyết tâm vượt lên thương tật, nhận nhiệm vụ chính trị viên dân quân xã, đồng thời gia nhập đoàn thanh niên cứu quốc. Công tác ở xã được 6 tháng, ông được cử đi dự đại hội đoàn thanh niên cứu quốc và được bầu làm bí thư đoàn thanh niên huyện Tam Kỳ. Con đường công tác của ông đã giúp ông phấn đấu lên đến chức thường vụ trung ương đoàn, phụ trách nông nghiệp. Một bước ngoặt trong cuộc đời và trong cả chặng đường dài theo cách mạng của ông là tháng 4 năm 1962, ông được tổ chức cấp trên điều về làm thư ký riêng cho đồng chí Lê Duẩn. Thời gian làm thư ký riêng, trợ lý của ông kéo dài 24 năm 3 tháng. Ông Đống Ngạc chia sẻ: Tháng 2 năm 1962, tôi đang công tác tại Trung ương Đoàn thì được Ban Tổ chức Trung ương Đảng gọi giao nhiệm vụ mới, hoặc chuyển sang công tác ngoại giao, hoặc là làm thư ký cho anh Ba Duẩn. Nghĩ mình không đủ khả năng làm hai việc này, hơn nữa lại có thời theo dõi phong trào thanh niên nông thôn, tôi để đạt nguyện vọng xin chuyển sang công tác nông nghiệp. Nhưng đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho biết không có con đường thứ ba. Cuối cùng tôi về văn phòng Trung ương Đảng giúp việc cho anh Ba. Cả cuộc đời ông có thể nói đã xả thân cho lý tưởng của Đảng, cho lợi ích của nhân dân, đam mê công việc cách mạng. Đánh giá công lao của ông, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, là một trong tập thể tác giả được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về tác phẩm Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975, Thắng lợi và bài học do Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị chỉ đạo. Hỏi về những kỷ niệm của ông trong những năm làm việc với đồng chí Lê Duẩn, ông Đống Ngạc xúc động kể lại: 25 năm được sống và làm việc bên đồng chí Lê Duẩn, ông có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng có lẽ kỷ niệm sâu sắc nhất
là lần ông được đồng chí Lê Duẩn giao chấp bút điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để các bạn hiểu hơn về nhiệm vụ đặc biệt này, chân dung lịch sử xin trích nguyên văn lời chia sẻ của ông. Tôi có tham gia chấp bút, song điếu văn được viết và hoàn chỉnh theo sự chỉ dẫn của anh ba và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư góp ý kiến sửa chữa. Đó là sản phẩm trí tuệ của tập thể. Tôi nghĩ không nên nói về phần đóng góp của cá nhân. Viết điếu văn là việc quan trọng nhất trong các khâu chuẩn bị lễ tang Bác Hồ. Công việc đó đã được giao cho các cơ quan khác đảm trách. Tối ngày 6 tháng 9 năm 1969, khoảng 21 giờ 30 phút, vừa đi họp Bộ Chính trị về nhà riêng, anh ba cho gọi anh Đậu Ngọc Xuân và tôi lên phòng làm việc của anh, đưa cho chúng tôi bản di chúc của Bác Hồ và hai điếu văn dự thảo. Anh bảo, hai bản này không được Bộ Chính trị thông qua, hai chú giúp tôi chuẩn bị một điếu văn khác. Ngoài việc tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp, công ơn trời biển của Bác, điếu văn cần nêu bật những tư tưởng lớn của người để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thấu suốt và tiếp tục phấn đấu biến thành hiện thực. Bác nêu cao chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do. Lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh đến cùng, chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc vì giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Bác gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, dìu dắt đồng bào ta phấn đấu vì dân giàu nước mạnh, vì ấm no, hạnh phúc của mọi người. Bác dày công xây đắp khối đại đoàn kết dân tộc, kêu gọi toàn dân thực hiện, coi đó là bí quyết thắng lợi của cách mạng nước ta. Bác kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế cách mạng, cổ vũ nhân dân ta làm tròn nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế. Bác là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, để mọi người học tập, nói theo. Lời lẽ cần phải trang trọng, sâu sắc, cô đọng. Các chú cố gắng làm xong trong đêm nay được thì tốt, vì ngày tổ chức truy điệu đã được ấn định, thời gian không còn nhiều. Nhận nhiệm vụ anh ba giao, chúng tôi rất lo vì công việc thật sự nặng nề, vượt quá sức mình. Song chúng tôi tự nhủ phải hết sức cố gắng để không phụ lòng tin cậy của anh ba. Anh Xuân và tôi xem kỹ di chúc của Bác và hai bản thảo anh ba vừa đưa, cùng nhau vạch một dàn bài và trao đổi về cách viết, nhằm làm sao diễn đạt được tốt nhất những điều anh ba chỉ dẫn. Anh Xuân đề nghị tìm đọc mấy bài điếu văn nổi tiếng để tham khảo. Đó là điếu văn của Engel đọc trước mộ các Mác, điếu văn Stalin đọc trong lễ truy điệu Lenin, điếu văn của Bác Hồ trong lễ tang cụ Hồ Tùng Mậu. Dàn bài đã vạch, nội dung tư tưởng anh ba chỉ ra đã rõ. Xong quá 12 giờ đêm, chúng tôi vẫn ngồi cắn bút, chưa viết được đoạn nào. Khoảng 1 giờ sáng, chẳng may anh Xuân bị cảm. Anh đã thức mấy đêm liền, nên mệt quá gục xuống bàn. Tôi bảo anh cứ nằm nghỉ đi, tôi sẽ cố viết. Khi nào xong, sẽ gọi anh ấy dậy để cùng nhau sửa sang, hoàn tất. Tôi tiếp tục công việc đến gần sáng thì tạm xong bản thảo. Xem lại, thấy còn một số chỗ viết chưa tốt, diễn đạt chưa sâu sắc ý của anh ba. Nhưng tôi chưa vội sửa. Tôi đẩy cửa bước ra sân. Vừa lúc đó ở tầng 1, anh ba cũng đẩy cửa sổ phòng ngủ hỏi vọng xuống. Chú Ngạc đó hả? Xong chưa chú? Tôi vội đáp. Dạ xong rồi ạ. Anh hỏi tiếp. Chú thấy có được không? Tôi đánh bạo trả lời. Dạ đã cố gắng thể hiện những ý anh chỉ dẫn, hy vọng là được ạ. Anh ba bảo tôi đem bản thảo lên đọc cho anh nghe. Lúc đó khoảng 5 giờ sáng ngày 7 tháng 9 năm 1969. Nghe xong anh bảo. Với cơ bản thế này là được, song cần suy nghĩ thêm về sự cân đối giữa các đoạn nói về tư tưởng của Bác, về nội dung năm lời thề. Cần rà soát các câu trích lời Bác cho thật chính xác. Có một số từ ngữ chưa chuẩn, cần cân nhắc thêm. Cuối cùng phải kết thúc điếu văn bằng một trong những khẩu hiệu mà Ban Tuyên huấn Trung ương đã trình với Bộ Chính trị. Dừng lại giây lát, anh nói tiếp. Nhưng thôi, chú thức suốt đêm rồi, chắc là mệt lắm. Hãy cứ để thế cho đánh máy, rồi đề nghị Văn phòng Trung ương mời các anh trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp để cho ý kiến. Sau đó sẽ sửa chữa một thể. 8 giờ sáng ngày 7 tháng 9, Bộ Chính trị và Ban Bí thư họp chung. Anh Xuân và tôi ngồi ở phòng ngoài, bắt đầu sửa những chỗ anh ba đã cho ý kiến. Khoảng 11 giờ trưa, anh Tố Hữu và anh Hoàng Tùng từ phòng họp bước ra cho biết bản thảo điếu văn đã được Bộ Chính trị chấp nhận.
rồi các anh kéo hai chúng tôi lên phòng họp trên gác để cùng nhau sửa chữa. Tất cả các nhận xét, gợi ý của các anh có mặt trong buổi họp đều được thu thập, đối chiếu, cân nhắc. Từng ý, từng câu, từng đoạn trong bản thảo đều được xem xét, rà soát nhằm lựa chọn những lời hay ý đẹp, những từ ngữ chuẩn xác, những cách diễn đạt trong sáng. Chúng tôi làm việc rất khẩn trương, đến 13 giờ là công việc tạm xong. Đó là lần sửa quan trọng nhất, nhưng chưa phải là lần cuối cùng. Sau khi nghe chúng tôi báo cáo kết quả sửa chữa lần thứ nhất, anh Ba đồng ý và dặn phải gửi bản sửa đó cho các anh Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu, Hoàng Tùng để các anh ấy xem lại, cho ý kiến sửa chữa thêm cho thật chặt chẽ, hoàn hảo. Đồng thời anh chỉ thị phải gửi ngay bản sửa lần đầu cho ban đối ngoại để dịch cho kịp ra năm thứ tiếng nước ngoài. Khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 9, bài điều văn mới được hoàn thiện sau 4 lần rà soát, sửa chữa tiếp. Sáng ngày 8 tháng 9, tổ thư ký trình đồng chí Lê Duẩn bản điều văn chính thức. Đồng chí xem và nói: "Tôi nói giọng miền Trung, đồng bào ngoài Bắc khó nghe, tôi phải đọc trước mới được." Đọc được mấy dòng, đồng chí Lê Duẩn nghẹn lại, hai hàng lệ cứ lăn dài trên gò má làm nhòe cả kính. Nhìn đồng chí Lê Duẩn xúc động, mọi người càng hiểu tình cảm của đồng chí với bác Hồ kính yêu, và tất cả mọi người không ai cầm được nước mắt. Ngoài trời tối sầm lại, mưa tầm tã. Cuộc đời vĩ đại, công đức cao dày của bác Hồ, nhiều người Việt Nam đều biết. Vì thế anh Xuân và tôi bàn nhau viết về thân thế sự nghiệp của bác, không nên diễn đạt dài dòng, nhất là phải tránh sáo mòn công thức. Lời văn phải giản dị, xúc tích, trong sáng, dễ hiểu, không dùng từ ngữ to tát nhưng phải nói được ý lớn. Tôi nghĩ rằng lời văn bài điếu đã đạt được những yêu cầu đó. Bài điếu văn đã phản ánh được phần nào bản sắc dân tộc, có nhạc, có hồn, có sức truyền cảm, toát lên tấm lòng sâu thẳm, bao la của bác Hồ với dân với nước. Đồng thời thể hiện được tình sâu nghĩa nặng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với bác muôn vàn kính yêu. Sáng ngày 9 tháng 9 năm 1969, lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử hành trọng thể và trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Gần 33 vạn người đã đến dự lễ truy điệu. Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, nghẹn ngào đọc điếu văn của Ban chấp hành Trung ương. Cả quảng trường lặng đi rồi òa lên trong nước mắt. Để thể hiện quyết tâm biến đau thương thành hành động cách mạng, sau mỗi lời thề trước anh linh của bác, cả rừng cánh tay giơ cao cùng Ban chấp hành Trung ương xin thề với bác sẽ làm tròn sứ mệnh mà người đã tin cậy giao phó, nguyện đi theo con đường mà người đã chọn. Sau đây, chân dung lịch sử xin trích đoạn ngắn trong bài điếu văn đó như sau. Trước anh linh của Hồ Chủ tịch, chúng ta nguyện suốt đời trung thành với người, đem hết tâm hồn và nghị lực, đoàn kết thành một khối sắt thép, phấn đấu quên mình, quyết làm tròn nghĩa vụ cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân ta và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. Hồ Chủ tịch đã qua đời, nhưng người luôn luôn dẫn dắt chúng ta. Chúng ta vẫn cảm thấy có người luôn luôn bên cạnh, bởi vì chúng ta vẫn đi theo con đường của người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của người. Bởi vì người vẫn sống mãi với non sông đất nước. Tên tuổi và hình ảnh của người ngày càng khắc sâu trong trái tim, khối óc của mỗi chúng ta. Bạn có cảm nhận như thế nào về người chấp bút điếu văn trong lễ truy điệu Bác Hồ, ông Đống Ngạc? Hãy chia sẻ ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.